chị đẹp Tấn Lam được giải vây tin đồn từ chối lời cầu hôn của Ngụy Đại Huân. Trước đó có một số nguồn tin cho rằng Tấn Lam đã thẳng thắn từ chối lời cầu hôn từ phía Ngụy Đại Huân trong dịp sinh nhật của anh chàng. Sau vai diễn Phú Sát Hoàng hậu trong bộ phim Diên Hy Công Lược được phát sóng vào năm 2018, Tấn Lam đã trở thành nữ diễn viên hoa ngữ nhận được sự yêu mến nồng nhiệt từ phía đông đảo khán giả trong và ngoài nước. Thời gian vừa qua, Tấn Lam đã không ít lần vướng vào tin đồn đang bí mật hẹn hò với đàn em kém tuổi là Ngụy Đại Huân. Thậm chí có nguồn tin cho rằng nữ diễn viên đã từ chối lời cầu hôn của bạn trai tin đồn. Tuy nhiên mới đây, phía Ngụy Đại Huân đã có động thái đầy mạnh mẽ liên quan đến những tin đồn thất thiệt liên quan tới nam diễn viên. Cảm ơn mọi người đã quan tâm đến Ngụy Đại Huân trong suốt thời gian qua. Là một diễn viên bình thường, Ngụy Đại Huân luôn coi sự quan tâm và yêu mến của mọi người như một báu vật và rất biết ơn. Đồng thời điều đó cũng thúc đẩy anh ấy tiếp tục cải thiện công việc kinh doanh của mình và luôn nhắc nhở anh ấy về vai trò của bản thân với tư cách là người của công chúng. Lời nói và việc làm phải tích cực. Phía studio của nam diễn viên mong muốn mọi người ngưng lan truyền những thông tin trên. Gần đây, cuộc sống riêng tư của anh đã thu hút nhiều mối quan tâm phi lý và một số lượng lớn các báo cáo sai sự thật. Dù không tranh luận với anh ấy và cười nhạo những tin đồn này, chúng tôi vẫn cầu xin mọi người đừng làm tổn thương. Bên cạnh đó, bạn trai tin đồn của Tấn Lam không giấu khỏi bức xúc và thẳng thắn cho biết, hôm nay, vì một số nội dung gọi là truyền thông công bố đã nhiều lần gây ra những đồn đoán ác ý, vu khống cha mẹ và người thân của tôi, mong quý vị lượng thứ cho họ. Làm ơn.